Em xin chào anh chị và các bạn ạ xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán cho đổi xe cũ à, thực sự rất lâu lắm rồi em à, tình đầu chọc hôm nay thì em lại quay trở lại với cái thương hiệu là tình đầu chọc mà từ rất lâu rồi em rất thích cái thương hiệu này à, hôm nay thì à, em sẽ lên sóng làm một cái clip báo giá với tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc hiện tại thì nhà em cũng đang tương đối là nhiều xe và toàn xe chất thôi như các bác thấy thì à, xe hiện tại như bây giờ là xe đẹp xe chất và là người ta gọi là xe chất thành đống luôn đấy bởi vì nhà em bây giờ chất thành hai đống rồi đây một đống này bên kia một đống vậy thì rất mong các bác nếu như anh chị nào xem qua clip này lướt qua thì anh chị có thể dẫn tĩnh lại một chút đi cùng em hết trải nghiệm clip này để xem hiện tại bây giờ đống xe nhà em bây giờ là có những chiếc xe gì và nó chất như thế nào mà lại chất thành đống thì rất mong là cái clip ngày hôm nay thì sẽ lên được cái xu hướng và mong rất nhiều mọi người là sẽ ủng hộ em tỉnh thật nhiều để em tỉnh có cái cơ hội trải nghiệm và vui vẻ cùng tất cả các bác cũng như là bán được nhiều xe hơn nữa và để mua được nhiều xe khác về để bày bán chứng dụng tất cả mọi người à, đầu tiên ngày hôm nay thì từ trong ra ngoài nha các bác nhé à, hiện tại thì trong khuôn viên nhà em thì đang có ba chiếc Volkswagen thì đầu tiên em xin giới thiệu đây là chiếc Volkswagen Tiguan chiếc này của em là sản xuất năm 2018 màu trắng nội thất đen tên tư nhân một chủ từ mới biển gốc thành phố nhé các bác Chiếc xe này thì lăn bánh chạy chuẩn đúng có 27.000 km thôi và sơn zin là cả xe 100%. À, chiếc này hiện tại thì bên em đang chào bán mức giá là 1 tỷ 190 triệu. À, bên cạnh đây nữa thì em cũng có một chiếc Tiguan nhưng chiếc này là phiên bản cao hơn và là phiên bản nâng cấp cao cấp nhất rồi. Phiên bản Luxury S sản xuất năm 2021 đăng ký lần đầu 2022 tư nhân một chủ từ mới biển Hà Nội. À, chiếc xe này thì mang trên mình ngoại thất là màu đen nội thất đen lăn bánh chạy chuẩn 13.000 km và đang được bên em chào bán với mức giá chỉ có 1 tỷ 690 triệu thôi ạ. À, tiếp đến bên cạnh giới thiệu lốt với tất cả các bác một chiếc Volkswagen nữa mà bên em đang sở hữu. Đây là cái chiếc xe mà trong cái tầm tiền này các bác có thể mua được Mazda 6 Kia Optima này hay là Toyota Camry. Đó thì quay trở về một cái lựa chọn hợp lý hơn một chiếc xe thương hiệu châu Âu và nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức. Đó là trước là chiếc xe Passat 2017 màu trắng nội thất kem nha các bác. Lăn bánh đúng 38.000 km, sơn zin 100%. Thực ra là hai chiếc xe này một chiếc 17, một chiếc 18 mà lại sơn zin 100% rất là hiếm rồi đúng không ạ? Đấy. Và lại lăn bánh có 38.000 km thôi. Chiếc này thì uh, Passat sản xuất 2017, tên tư nhân một chủ từ mới biển số thành phố. Hiện tại thì em đang chào bán mức giá là 835 triệu đồng. Uh, quay bên cạnh đây cũng là một chiếc màu trắng nữa đến từ thương hiệu Toyota À, đến từ thương hiệu Lexus nha các bác em xin lỗi đây là chiếc Lexus ES250 màu trắng nội thất nâu da bò sản xuất năm 2017 model mới 2018 rồi Mà chiếc xe này là một chủ từ mới biển gốc tỉnh lăn bánh đúng 3 vạn 6 km di nha các bác à, chiếc xe này thì hiện tại em tình đang chào bán mức giá cực kỳ thiện chí với tất cả mọi người luôn là 1 tỷ 690 triệu đồng các bác nhé à, em còn một vài mẫu xe nữa ở bên sân này thì rất vui mong các bác hãy cùng em qua sân để cùng uh, trải nghiệm Khám phá xem là những chiếc xe này bên em là, là những chiếc xe gì, chất lượng ra sao, giá cả như thế nào. Nó có phù hợp với cái nhu cầu cũng như là tầm tài chính của tất cả các bác hay không. Đầu tiên thì à, em đang có đó là chiếc xe Hyundai Santa Fe này. Đây là một chiếc xe Hyundai Santa Fe màu đỏ đô các bác nhé. Sản xuất năm 2020, phiên bản cao cấp nhất máy dầu Premium. À, chiếc này của em là tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe lăn bánh đúng 33.000 km và hiện tại thì đang được cửa hàng bên em chào bán với mức giá là 1 tỷ 030 triệu đồng. Và thực tế ra đến với cái thời điểm này chỉ so với 2 hoặc 3 tháng trước thôi thì cái mức giá của Hyundai Santa Fe nó đã ở một cái mức thực sự rất là tốt rồi. Với tầm khoảng cách đây 3 4 tháng thì để các bác có thể sở hữu được một chiếc Santa Fe máy dầu bản cao cấp 2020 thì các bác phải bỏ ra mức chi phí nó rơi tầm khoảng xấp xỉ 1,2 tỷ đồng. Nhưng hiện tại thì An Tỉnh đang chỉ trả bán với mức giá có 1 tỷ 030 triệu thôi ạ. Đó. Bên cạnh đây nữa thì uh, nhích hơn một chút, cao hơn một chút, đời hơn một chút. Thì các bác có thể lựa chọn cho em một chiếc xe chất Mỹ đó là Ford Everest phiên bản 2.0 Turbo bản titanium một cầu màu đen nội thất đen tư nhân một chủ tướng mỡ biển gốc tỉnh sản xuất 2021 các bác nhé chiếc này sơn zin cả xe và chạy chuẩn 9.000 km Hiện tại thì với chiếc xe này em đang bán chỉ có 1 tỷ 069 triệu đồng thôi. Vậy thì trong hai chiếc xe này với cái tầm phân khúc chỉ 1 tỷ 030 và 1 tỷ 069. Bác nào mà thích chiếc xe nào nó phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như là cái quá trình đi lại thì các bác có thể lựa chọn một trong hai chiếc xe. Đó là hai chiếc xe cũng rất là thương hiệu đấy ạ. À, tiếp đến phía sau này nhá. Thì em còn à, đây là chiếc xe cũng là thương hiệu châu Âu này. Thương hiệu Pháp các bác ạ. Peugeot, Peugeot, 3008 phiên bản 1.6 turbo bản Alu, bản cao cấp nhất đã trang bị cửa sổ trời toàn cảnh rồi các bác nhé. Màu đen nội thất đen, một chủ từ mới tên tư nhân biển gốc thành phố. Đó, sản xuất 2019, chạy chuẩn 39.000 km. Và chiếc xe này hiện tại thì đang được bên em chào bán mức giá là 839 triệu đồng. Chỉ 839 triệu thôi nha các bác nhé. Kia Sentos, Kia Sentos đây là một mức giá mà em khẳng định bây giờ đang là sale tốt nhất của bên em này Kia Sentos màu đen bản cao cấp nhất 1.4 turbo bản premium Sản xuất đăng ký năm 2021 một chủ tư mới biển gốc tỉnh à, Chiếc xe này lăn bánh chạy chuẩn 13.000 km Em tình trả bán mức giá 699 triệu đồng các bác nhé Một chiếc nhỏ nhỏ xinh xinh Thì em đang có đó là chiếc xe Hyundai i10 Một chiếc xe cực kỳ phổ thông Hyundai i10 phiên bản 1.2 AT bản hatchback màu trắng nha các bác biển Hà Nội một chủ từ mới sản xuất 2018 lăn bánh đúng 38.000 km em tình chào bán chỉ với mức giá 368 triệu đồng thôi ạ à, bên cạnh đây thì em sẽ còn hai chiếc xe nữa ở cửa hàng để giới thiệu tất cả các bác cũng như là sau hai chiếc xe này thì em sẽ cập nhật thêm một vài danh sách những chỗ xe mà đang trên đường cập bến về bên em nhé một chút quay sang xe sang sang một chút đúng không ạ không người ta lại bảo mình cứ bán xe cỏ mãi <laughs> GLC 200 Formatic 2021 sản xuất năm 2021 đăng ký 2022 màu trắng nội thất kem một trong những cái tông màu không bao giờ là lỗi thời và cũng như có tính thanh khoản rất là cao chiếc xe này chạy chuẩn 2 vạn 2, 2 km tên tư nhân biển Hà Nội một chủ tư mới và chiếc xe này thì hiện tại đang được bên em chào bán mức giá 1 tỷ 886 triệu đồng ạ đây là siêu phẩm siêu phẩm đến từ thương hiệu Mercedes-Benz E200 2016 của bên em hiện tại đang sở hữu đó là chiếc xe e 200 2016 màu trắng lộ thất kem nhưng lại lăn bánh chỉ có 28.000 km thôi. Đăng ký tên tư nhân một chủ từ mới biển gốc thành phố các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em này, chiếc này chạy chuẩn 28.000 km các bác ạ. À, đang được bên em trả bán mức giá chỉ có 1 tỷ 195 triệu đồng thôi. À, kế bên cạnh đây thì em cũng đang về thêm được một vài mẫu xe nữa. Với cái tầm tiền chỉ hơn 400 triệu thôi thì các bác có thể mua cho em chiếc xe Ford EcoSport màu trắng phiên bản Titanium sản xuất năm 2018 chạy chuẩn 5 vạn km tên tư nhân biển tỉnh và hiện tại trước đó thì em chỉ bán trên 400 một chút chưa bác là cụ thể cứ liên hệ với em nhé và một chiếc Mazda CX-30 phiên bản Luxury màu xanh Cavansai sản xuất năm 2021 năm đánh hơn 2 vạn km em đang chào bán cũng chỉ nhỉnh 6 đồng thôi ạ à, kèm theo thì em có về thêm được một chiếc xe Mazda 3 phiên bản 1.5 AT Philip bản hatchback các bác nhé màu xanh Cavansai biển Hà Nội À, xe thì độ rất nhiều đồ chơi rồi độ cốp điện rồi hắt kính tất cả mọi thứ độ rất nhiều rồi chiếc xe lăn bánh đúng hơn 5 vạn zin và em đang chào bán là 516 triệu đồng cụ thể ba chiếc xe đó thì uh, sau khi về cửa hàng và em spa xong thì em sẽ lên hình cũng như là up clip cũng như là up hình ảnh để mọi người cùng uh, theo dõi và đồng hành cùng với em trong chiếc xe đó và đây cũng là cái đoạn cuối của clip ngày hôm nay thì em tình cũng rất là mong mọi người hãy luôn ủng hộ theo dõi em tình đầu chọc đi, cho nó vui Ờ... Uh, tất cả những chiếc xe cửa hàng bên em bán ra thì em tình luôn có ký cam kết bằng văn bản cũng như là bao check hãng test toàn quốc cho tất cả mọi người nếu như anh chị có nhu cầu thì anh chị có thể check test toàn bộ tất cả những nơi mà anh chị có nhu cầu các bác nhé và địa chỉ thì mọi người do tự chọn đi để cho nó khách quan xe thì em cam kết chuẩn chỉ tất cả các hạng mục keo chỉ zin máy móc động cơ hộp số nguyên bản không đâm đụng không ta lạn ngập nước ờ, đồng hồ km thì em luôn luôn bao tất cả là zin không tua Ngoài ra thì hồ sơ pháp lý là sẽ là cam kết chuẩn chỉ, minh bạch, không tranh chấp, không phạt nguội. Tiếp đến thì bên em luôn luôn hỗ trợ tất cả khách hàng trên toàn quốc giao xe này, giao xe tất cả mọi người trên toàn quốc này, hỗ trợ mọi người đăng ký sang tên, rút hồ sơ gốc và đặc biệt nhé, thời điểm này nếu như các bác nào đang có nhu cầu trả góp, vẫn hỗ trợ các bác làm banh vay cao lên đến, đến 70% giá trị xe. Lãi suất thì sẽ là ưu đãi nhất tại thời điểm mà anh chị liên hệ với em tình và mọi thông tin chi tiết thì em tình cũng rất mong anh chị hãy liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0911 325 hoặc rất vui anh chị có thể qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ 77 Mai Phúc, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Salon Yusuka, Việt Nam. À, em Tình rất hân hạnh được gặp anh chị ở tại cửa hàng để có thể tiếp đón, có thể nói chuyện và trò chuyện vui vẻ cùng anh chị. Cũng như là mời anh chị trải nghiệm những chiếc xe tại cửa hàng bên em đang sẵn có. Clip ngay, ngày hôm nay thì em Tình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào ạ!